Em tên là Nguyễn Minh Châu, năm nay em học lớp 12 tại trường Việt Úc Hà Nội và em đạt điểm số 8.5 trên 9 IELTS ạ. Đối với em thì em thi IELTS chủ yếu là vì em muốn thêm vào CV của mình để đi học đại học và kiếm thêm học bổng vào những cái trường tốt hơn. Và IELTS em nghĩ cũng là một cái loại bằng cấp khá là phổ biến hiện nay và gần như bạn bè em ai cũng thi IELTS, cho nên là em cũng muốn bằng bạn bè và ngoài ra em cũng muốn thử xem cái khả năng sử dụng tiếng Anh của mình đến đâu và từ đó mình có thể cải thiện thêm. Ngoài ra thì bố em cũng đạt được 8.0 IELTS và em lấy đó làm động lực để đạt êm 8 chấm hoặc hơn. Em nghĩ học ngoại ngữ thì nó là một quá trình học IELTS cũng như thế. Có một số kỹ năng ví dụ như là nghe và nói thì có thể được cải thiện qua nhiều nguồn như là xem phim, xem YouTube, xem TV bằng ngôn ngữ tiếng Anh để cải thiện cái vốn từ vựng của mình. Và ngoài ra thì cũng biết rõ xem cái cách người bản địa người ta phát âm như thế nào. Ngoài ra với những kỹ năng như là viết và đọc thì mình có thể ôn luyện nhiều để hiểu thêm các dạng bài, cách người ta chấm điểm và cách mình có thể lấy điểm, cũng như là mình có thể đọc những cái nguồn sách báo hoặc là nguồn thông tin điện tử hoặc là truyền thông nước ngoài nói chung để mình có thể tăng thêm cái vốn kiến thức đã có của mình. Sau khi học tại Summit thì em thấy môi trường ở đây khá là thoải mái, dễ chịu và mặc dù em chỉ học online thôi nhưng mà em học được rất nhiều từ các bạn qua khóa speaking và writing. Em học được nhiều cách như kiểu nhiều dạng từ khác, nhiều vốn từ vựng hơn và em cũng biết được cách mà các bạn có thể triển khai bài của các bạn và từ đó học hỏi từ đấy. Ngoài ra thì em thấy thầy cô ở đây, mặc dù em chỉ học online nhưng mà thầy cô cũng rất tận tình và chu đáo và giúp em chỉnh sửa những cái lỗi sai. Trong quá trình học thì em nghĩ cái kỹ năng writing là khó nhất, tại vì lúc đầu điểm em đạt cũng chỉ là 7 chấm thôi, không đạt êm của em. Nhưng mà sau khi học thì em biết thêm được cách mà mình có thể viết bài một cách xúc tích ngắn gọn và thêm nhiều những cái vốn từ cho cả writing, cả speaking để mình có thể viết trong bất cứ chủ đề nào. Em nghĩ kỹ năng writing của mình đã cải thiện khá tốt sau khi học tại đây, tại vì em biết cách sử dụng những cái từ ngữ để mình có thể viết trong bất cứ chủ đề nào, cũng như là cái cấu trúc để triển khai bài một cách khoa học nhất. Em chúc các bạn sẽ đạt được may mắn trong kỳ thi và cố gắng hết mình để đạt được êm.